Chào tất cả các bác nhé. Nay em giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm, đó là cái bút thử điện. Bút thử điện này thì em mua ở trên Lazada. Đây các bác này, với cái giá của nó này. Đây là em áp cả mã giảm giá rồi nhé các bác nhé. Đây tên của nó này, bút thử điện điện tử này, Asaki này. Mã của nó là AK9059 này. 72.100 đồng. Đây là em đã áp mã giảm giá rồi. Còn đây là cái vỏ của nó đây các bác này, thì nó có hiển thị tất cả các cái lưu ý, các cái mục đo đếm ở đây các bác này, nó đo được cái gì, làm những cái gì thì nó có hiển thị ở đây, nhưng nó toàn là cái tiếng nước ngoài, đâm ra là không không thể đọc được, em không biết đọc. Đấy. Nó hiển thị hết đây các bác này, đo rồi là đo quy, đo này đo kia, là đo. Thì bút thử điện này thì đo được cả một chiều nha các bác nhé, nhưng các bác phải lắp pin. Như cái này thì nó đã cho mình cái pin sẵn ở đây rồi. Đây pin nó ở đây này, nó có một cái khe cắm, nó cắm cái ly lon này vào các bác này. Thì lúc mà mình mua về thì nó có cắm sẵn ở trong này, nhưng khi mà mình lấy thì mình sẽ dùng, thì mình sẽ rút cái này ra nha các bác nhé. Rút ra thì pin nó có pin sẵn ở đây thì nó dùng nó sẽ lấy hơn. Có pin ở đây thì tích hợp luôn, nó đây có con vít này các bác này, mở ra và lắp pin. Thì trong này nó có hai quả pin này các bác nhé. Thì cái sản phẩm này em thấy ưng ý là nhà bán hàng người ta cũng đã lắp hết pin ở trong này rồi. Mình cứ không mua giống như kiểu mình mua hàng nước ngoài, mua hàng Trung Quốc ấy, thì là nó không cho pin đâu các bác nhé. Hàng nước ngoài, cái hàng của Trung Quốc mua có hai mươi mấy nghìn cũng loại bút như thế này, nó tí mẫu mã không được đẹp, nhưng mà nó không cho pin. Thì mình ra ngoài mình mua thì rất chi là ngại, không có pin thì không đo được một chiều đâu nhé các bác nhé, nó không đo được một chiều, không đo được thông mạch. Thì cái sản phẩm mà thấy như cái sản phẩm này thì em thấy rất là ưng ý, bởi vì nó với cái giá là 72.000 thì thấy nó quá là ưng ý nhé các bác nhé. Về chất lượng sản phẩm này, về cái mẫu mã sản phẩm và cái độ gọi là người ta sản xuất ra về cái ra cái bút thử điện này, thấy nó rất là sắc sảo. Đây này, những cái đường nét của nó, em thì em dùng nó thông thường thì không phải chỉ dùng nguyên bút thử điện, mà còn nó biến nó thành cái tô vít để vặn vào những cái chỗ mà cái đầu vít này nó nhỏ này các bác này, thì em toàn lấy em vặn thôi. Thì thấy cầm cái bút này rất chi là thích. Đây là cái mức điện áp nó đo được thì các bác này, đo được AC và đo được DC từ 12V đến 250V nha các bác nhé. Thì cái tí em sẽ đo cho các bác. Đây là màn hình hiển thị này, thì đây nó có hai cái nút bấm. Đây này, em sờ đây này. Đấy. Thì cái nút này em thấy cái bút này thì đo được cả hai này. Bấm ở đây cũng đo được, nó cũng khi mà vào dây dương của điện AC thì cho vào hai nút này nó cũng đều lên hết nhé. Nhưng thông thường thì cái nút trên cùng đây này để đo thông mạch, còn cái nút này là để đo điện áp này. Bác chạm tay vào đây thì là nó đo điện áp, còn các bác chạm tay lên trên này là để đo thông mạch. Đây em tương tự cho các bác xem đấy, đèn này nó sẽ báo sáng này, nhưng mà em thì em chả dùng đo thông mạch dùng cái này bao giờ đâu, em vẫn dùng đồng hồ đo, chứ còn đo cái này thì nó không chuẩn. Mỗi cái thì nó chỉ có cái này đa năng, nhưng mà nó vẫn cái chức năng chính của nó là để đo điện áp được các bác nhé. Còn cái này thì mình chỉ đo khoảng cách ngắn, chứ còn nếu mà bảo chuẩn thì chắc em nghĩ nó không chuẩn đâu, bởi vì đây đo thế này, nhưng mà khi mà đo vào thực tế thì nó nhiều cái nó không ai dùng. Em không dùng cái loại là này để đo thông mạch, em sẽ dùng đồng hồ. Đấy, bây giờ thì em sẽ cho các bác xem cái mức độ hiển thị của nó cũng thông báo từ 12 cho đến 220 ở trên cái vạch này các bác này. Đây em sẽ sử dụng bằng cái đi hoa cho các bác xem. Dây âm khi mà mình đo cực âm thì nó sẽ lên như này nha các bác nhé, nó lên một cái mũi tên này này. Đấy. Đây này, các bác chạm vào đây để đo điện áp này. Đây này, nó lên cái mũi chéo này. Còn khi mà mình sang cực dương thì nó sẽ lên tất cả. Đây này, em đo nó xa tay.
Đây các bác, nó sẽ hiển thị đầy đủ nhé. Đây này, hiển thị đầy đủ. Nếu mình thả tay ra thì nó sẽ không lên đây. Đấy. Nếu mà em thấy nếu khi đo đây thì nó không chuẩn đâu này. Điện áp bây giờ nó đang là 220V, nhưng mà để đo như này này. Đấy, nó lên được có 110V nhé. Đấy là em cho cái nút trên này. Nhưng nếu mà cho tay xuống dưới này thì nó lên hết. Nhưng mà cái nút bên dưới này nó chỉ chức nó thông thường là mình chỉ đo điện áp và đo đo thông mạch, nhưng mà đây nó cho lên đây là nó lên được hết các bác này. Như tất cả các loại bút thì em đã dùng thì em thấy cho vào đây nó lên, nhưng bút này nó không lên đâu các bác. Đây, nó lên 110, mà trong khi đó cái New Hoa này điện áp đủ như các bác. Đây này, nếu mình chạm tay vào đây này thì là nó sẽ lên điện là đủ 220. Đấy. Nhưng mà đây thì nó chức năng là đo thông mạch với các bác này. Đấy, cái nút trên này. Đấy. Nút này là đo thông mạch. Nhưng mà đây cho vào đây, nếu mà bấm nút này lên thì nó rất chi là chuẩn. Đấy. Nói chung là 110V thì vẫn lên, chắc có áng chừng cho ở đây vẫn lên 220. Thế thì chả có độ, chả chuẩn đâu các bác. Đây này, với điện áp 120V của New Hoa thì đây nó vẫn, nếu mà đo cầm dưới này thì nó vẫn là thế, còn đây cầm đây nó 110, chắc trong nó tính là trong khoảng đấy các bác. Nó tính ở trong khoảng đây, vẫn lên đầy đủ đấy các bác này, nó tính trong khoảng thôi chứ không, đây vẫn vào mức đấy, nó vẫn như thế này. Còn cái mức này thì nó giống như nhau, đây vẫn 220, hay nó tính khoảng kiểu gì thôi. Đấy, nói chung là sản phẩm này thì em thấy về ngoại hình khá là đẹp, còn thử thì vừa thử cho các bác xem rồi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.